Lấy rồi chứ phải chưa lấy muộn bây giờ đâu mà vậy đò ha. Nhìn mình nhìn đi ông, trong chịu đau được lắm đó. Mấy người mà khi chị đau không được là thường chịu đau được đúng Đau không? được ra giỏi lá nhìn đấy chứ. Chị đừng ông uống chị. Đi được mấy lần rồi đây? Trời ơi. Chung mà em ít đi lắm mà em đi lâu không mà. Thôi nè, y như đeo khuyên tê á. À, cái đó nút rồi hay là muộn đó? Nút rồi. Muộn đi cái gì rồi, cái nít đầu lên trên. Muộn đi để dành từ 30 đến 40 người đó. Cái này mà không có dịch nó không bị cho nó do dịch nó gì không? Giờ đi vô đi. Đi xiên vô nó hàng chơi nói điện mày hậu mà hậu nghe máy. Em với chị Hậu cắt hậu đó hậu đơn quay. Bởi đó không điện cho em mà. Điện em mà điện máy là biết liền dặn cái điện. Em vừa hậu điện thoại cắt tủ hết rồi. Chứ không quay điện thoại em à? Không, sớm giờ quay mới quay luôn. Mà xin bắn mà hơi mệt. Quay mới quay chứ quay. Mưa to đi. Mà tính ra không thá má này chứ như mình chắc mình cài nè con theo đấy. Rồi tao sơ gương tao cài em đẹp lấy tiền lưu luôn á. Thiệt luôn á. Cục này bốn. Cục cái trứng gà ra bị yếu. Bốn con ngát nè. Ừ, sao đây. Cô đít kiết đít đồ gì cho thấy đâu. Đát đèn ra cái ly. Bưng bơ ra làm sao. Thay túi rồi. Được không? Bây giờ mưa là chắc vén nữa. Ừ. Thôi 6 giờ rồi. Vén rồi. Vén lại ra rồi. Thì có để mưa qua bớt cái chứ dòng ngày ngày rảnh. Ba ngồi đứa đùa. Cho lên Lào đi Hiền. Cho lên Lào chỉ vô phòng luôn nha. Nó cắn mẹ em á. Không thấy cục mình. Cái gì? Cái gì? Sữa rửa mặt hả? Không, cái đó không có bóng. Có loại sữa rửa mặt khác kìa. Ở trên kia có hộp á. Video kìa. Bên kia trai bên cạnh á. Đó, đó là sữa rửa mặt đó. Cái đó thì 245 coi cái giá em.
cái đó là sữa rửa mặt của Hàn Quốc xài cũng ok đó. Nó giá ở bên hông á, kìa bên hông á, coi cái giá bên hông á. Không không, có đó để lò mới cái này ra mấy cái tiệm mà kia không có mà. Chua nã hoàng cô kia cũng đã bốn kế đó. Mồm cô đây đã ăn. Ừ. Nhà nó uống nước không? Cái gì cái tiếp xúc mùi thay cả tiếp xúc mình thấy cái đây cái gì cái nước lạnh mỗi nước đi cũng được cái bị dùng mỗi lần đó. Bên đây mới chạy xe chạy đồ cái tao cho với tập giải cất gì đó. Cho vô luôn. À hả vậy kêu là rửa xong thôi là nhung nhuyễn luôn đó. Có lần qua một mùa đi là rửa xong là nhung nhuyễn luôn. Hồi nãy công cách ghê ngày chị làm mà ngán kể đó chị làm mình hút ống kìa. Cũng ấm xong vậy kem đó là xíu được quăng gửi cho chị đó. Cái quăng gửi ra cho ông kem. Em là sau làm mang găng tay vô nghe. Anh làm trong ngành y em biết. Ghê sợ. Ủa chứ ơi ông đeo găng tay. Thì hạ thì cũng bé thì cái làm xong mấy chân chứ xui đầu ấy. Cái như là để hút ống máu kìa. Cái máu còn có 2 bình hay là 3 bình gì đó. Thì ra hút bình thường có đụng cho đâu. Nói luôn. Cái bà già. Nhưng mà nạn là không yêu trời cái nạn cũng được. Nhận mà cũng mạng. Con bố nằm bên cạnh nó nhìn chằm chằm cho chị nữa thiệt á. Con nó không nạn rồi. Con nó cũng nạn. Nó nằm ở giường bên cạnh đó. Nhìn chằm chằm con mình nạn. Anh yêu bằng nạn. Hầu hộ cái xíu. À mà ít mụn nó vẫn cậy cày nát mặt hết trơn á. Ngành y mà nặng kia mà cày nát mặt á. Nãy đây là chạy xô có bà Hiền đỡ sập rửa mặt cái chơi qua làm rồi. Nè chị đó ra ngoài đó qua bên cạnh cái giường kia này chứ đừng có lôi ra đó chó. Gì á? Khách đi về. Tối nay chắc làm xuống mẹ nó cũng ngủ hết á. Mới đâu mẹ yên xong á. Mẹ cũng liên kìa là đứa khó ngủ quá. Rảnh rơi nó nằm không á, không có ngủ được chứ tối nay nằm chắc là ngủ liền luôn á. Cũng gần có trăm khách đó chứ giờ. Trăm khách là nhiều quá hả? Trăm khách thì quá nhiều rồi. Không phải là 6-7 chục đó. Hai ngày nữa có bà Hiền, chứ không có bà Hiền đâu. Mình ai bị nói nữa. Hiền nó thay anh nói chà chua. Còn quay nữa hay đâu mà không thấy xuống nữa rồi. Nghe kêu chị bé Yên rửa mặt kêu quay, chị bé kêu không biết có quay không. Quay, cái này quay thấy xuống rồi.
giờ mấy giờ đó? Khách đi xuống như vậy. Chắc không bị lên cái miệng vậy chứ. Thôi được rồi, được rồi.